Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Lại tiếp tục em quay video thứ hai cho các bác nhá. Đấy, vừa em quay được 6 con rồi. Đấy, lại tiếp con nữa. Đấy, tiếp tục một em Hitachi nữa. Thì bác nào mua bán thì có thể alo em hai số điện thoại này nhá. 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Nhà em tại Linh Giang Hải Dương. Đấy, gần ngay đầu dốc cầu Tràm. Đấy, bác nào gần thì qua Linh Giang Hải Dương xem máy trực tiếp. Các bác nào ở xa thì nhà em xếp hàng toàn quốc nhá. Miễn ở trong lãnh thổ Việt Nam là bọn em gửi được hàng hết cho các bác. Nên các bác không phải lo lắng cái gì cả. Đấy. Bắt đầu em đi tiếp con nữa nhá. Tiếp tục một em nữa là em Hitachi. Em Hitachi có mã là RASX56M2 đắt 2021. Đấy, full mắt X. Full 2 cam. Cam quét người, cam quét vào thẻ di động. À, cam quét vào thẻ di động này. Cam quét hồng, cam quét nhiệt này. Nhiệt này quét các góc nóng nhiệt đấy. Còn cam quét vật thể là gì? Là quét người, lượng người di động trong phòng để cân bố lượng nhiệt. Đấy, phun 4 đa đảo, auto lia dọn dàn. Đấy, ion plasma. Đấy, có buồm. Đấy, tất cả máy đều cam kết bác là hàng cửa tiệm 100%, bao trách thuế ở bên Nhật, có lộ thuế đầy đủ cho bên Nhật đầu hoàng. Đấy, chất máy thì gần như đập hộp. Máy thì gần như 100% là chưa ra máy. Máy là có bóc hộp ra, có trưng bày ở siêu thị nhưng chưa được đến tay dân dùng đâu. Đấy, chất máy là gần như là đập hộp luôn rồi, không phải lo nghĩ gì cả. Đấy, tất cả những con hàng thuế thì đều có mã thuế hết. Đấy, đấy. Và nhiều bác đi mua máy thì cứ hỏi em là sao máy có chữ Made in China đây. Đấy, những cái máy có một số con thì nó sẽ ghi Made in China, một số con thì nó sẽ không ghi Made in China. Nhưng em khẳng định với các bác là tất cả các hãng đồ điện bây giờ đều sản xuất ở Trung Quốc nhá. Các bác, nhiều bác cứ hỏi em là sao nó cứ ghi Made in China, máy Trung Quốc à? Tại sao em không giải thích cho các bác nhiều? Bởi vì giải thích nhiều quá là mệt. Mà những cái người chơi sành đồ Nhật thì người ta biết là từ năm 2008 trở đi, Nhật nó có sản xuất đồ điện ở trong nước ở đâu mà các bác bảo là nó phải là Made in Japan. Đây, nhiều bác đi mua hút ẩm mà cánh các thánh ấy quảng cáo là Made in Japan, điện xuất Hồng Kông, điện 200A. Đấy, toàn bộ là máy tàu cứ kiểu phải Made in Japan hay là Nhật đâu. Các bác đi mua cái chữ là cái gì? Đây, nhiều bác đi mua hút ẩm mà nó quảng cáo hàng Nhật xuất Đức hay hàng Nhật xuất châu Âu ấy. Điện 200V hút 24 lít. Đây là đã có bác nào mua con hút ẩm điện suất 200A đi mà hút 24 lít một ngày, mang đến đây thì em cho hút đủ điều kiện ẩm mà hút được 24 lít một ngày, em cho hẳn 100 triệu. Nhà em thích bê cái gì đi cũng được. Đấy, để nói các bác như vậy, các bác đi mua máy, những cái người nói thật đấy thì bao giờ nó hay mất lòng, và những cái người hay lịnh ấy thì hay bao giờ nó hay được lòng. Nên là đi mua thì đừng nghe thằng bán, mà mình phải có tìm hiểu là cũng như bác gì nhỉ, bác Thái Công bác bảo đấy, phải có kinh nghiệm này, phải có kiến thức này, phải có trải nghiệm này. Em này, kinh nghiệm không có này, kiến thức này, em cũng có rất nhiều máy để em làm này, trải nghiệm mà. Một năm em trải nghiệm hàng nghìn cái máy thì chắc là thừa chứ làm trải nghiệm rồi. Cho nên là các bác mua lên đi tìm hiểu kỹ vào, đừng để bị lừa. Đấy, tiếp một em nữa. Con này chưa có giá này. Con này giá là 24.500.000 nhá. Con số 7 nhá, giá là 24.500.000 nhá. Con này vụt cho phòng tầm 25m2 trở xuống, trần cao 3m5, ba được bác đắp chăn thì thôi. Đấy, không đắp chăn giả lại máy cho em. Đây, năm ngoái có một bác em, năm ngoái em có một con này đắt 2019 đây. Đây, mã là XK71G2 đắt 2019 đây. Năm ngoái có một bác bổ em mà lưng tem con này. Bây giờ em lại giải thích này cho bác. Đây là đắt 2019 nhá. Nhiều bác khăng khăng em là 2019 là nó lên cái mắt này rồi. Đấy, các bác phải lưu ý nhá, có những con nó vẫn còn khuôn, còn vỏ thì nó còn sản xuất. Đấy, đắt 2019. Đây, những cái này đấy, nó không phải là tem dán đâu. Những cái này đấy, nó là cái máy, nó bắn trực tiếp cái chữ này vào đây. Không ông nào làm giả cái tem này được. Đấy, không nào làm giả cái tem này được đâu. Ông nào mà làm giả được cái tem này đến đây nhà em, chắc phải sắm cái máy hàng tiền tỷ về nhà thì mới in được cái tem này. Thế còn bác làm bộ in được cái tem này mà dính được vào đây, chìm được vào cái nhựa này, đến đây em cho 100 triệu. Thế nên là không có câu chuyện là nhà em đóng tem nhá. Bác nào phát hiện đóng tem máy cứ đến em Lâm, em Lâm tặng cái máy này biếu thêm 10 triệu. Đấy, bán là phải cam kết các bác như vậy, người thật việc thật, nhà thật. Đấy, video em quay là video ở nhà em luôn, em không có bán thuê cho ai cả, không có làm thuê cho ai cả, nên có cái yên tâm. Đấy, đầu 71 phun chức năng, con này thì cũng nguyên ni lông chưa bóc luôn. Đấy, chất thì như đập hộp. Đấy, đập hộp như thế nào em bao bác nó như vậy luôn, ni lông chưa bóc một cái gì luôn, tất tần tật zin đét theo máy. Đấy, con này là máy 28.000, bụt cho vòng từ 35 đến 40 mét vuông, trần cao 3 mét dưới,
ba cái bác đắp chăn thì thôi, phun công nghệ, hai cảm biến, hai cái cam quét, đấy, sáu la đảo, phun công nghệ, plasma diệt khuẩn, chế độ AI, đấy. Con này xin được gửi tới bác giá là 32 triệu nhá, đấy. Con này thì con này là mã số 8 nhá, mã số 8 32 triệu nhá, đây là mã số 9. Con này giống với con trên cùng kia thôi, con mã là GT56L2, đắt 2023, cực đẹp luôn, đầu 56, giá cũng 18 triệu 500. Đấy, phun chức năng auto lia dọn dàn, clan công nghệ mới, có buồm, có buồm nhá. Đấy, con này là mã số mấy nhỉ, mã số 9 nhá, đắt 2023, giá 18 năm nhá. Đấy, em con này em có một đôi này nhá, một đôi đầu 56 này, bác nào lắp một đôi là có một đôi luôn nhá, đắt 2023 một đôi luôn. Đấy, đều là màu trắng. Tiếp tục một đôi nữa. Đấy, đợt này rất là may mắn, sở hữu thì sở hữu toàn một đôi một thôi. Đôi me 9 hi can em có một đôi này. Đấy, đôi hi đầu 56 auto lia cũng một đôi này. Hi cũng đôi hi giống nhau luôn. Đấy, và lại có một đôi Mitsu. Đây là bản Mitsu cao cấp nhất của bản Mitsu màn hình. Hiện tại thì model 2021, 2022. À, 2022-2023 là hiện tại là chưa có model này, và model này vẫn đang ở sản xuất là đắt 2021, là bản cao cấp, cấp nhất là bản màn hình. Đấy, mặt phay xước, đây màn hình này. Đấy, mặt phay xước nhá, mặt này là mặt phay xước giả nhôm. Đấy, 6 la, 4 la đảo, hai con một cặp luôn. Mã là GMSZXY7121, đắt 2021, đầu 71, tương đương với máy 28.000 BTU, một phòng tầm 35 đến 40 m², ba bác đắp chăn gì thôi. Đấy, phun công nghệ, có chỉnh độ ẩm, có chỉnh độ ẩm nhá, con này là chỉnh được độ ẩm nhá, chỉnh được từ 50% hay 40%, em không nhớ là như 40-50% đến 70% độ ẩm. Đấy, có thể chỉnh được độ ẩm nhá, để các bác làm phòng làm việc này, hay là phòng khách này, hút xì gà này, mà bảo quản xì gà đấy mà bật điều hòa sợ nó khô quá, mà hay là sợ nó một đầu mình sợ ẩm quá thì đây, con này nó chỉnh được độ ẩm luôn nhá. Đây, dành cho những bác nào phải là chật chịu chơi mà lắp nhà gỗ này, đặc biệt những bác mà lắp trần gỗ, nhà gỗ này, ghế gỗ đắt tiền này, hay là âm thanh này, thì con này nó quá đẳng cấp luôn, bởi vì là nó có chỉnh được chế độ ẩm này. Và rất là may mắn em sở hữu một đôi nhá, một đôi luôn nhá, camera lùi xa các bác đừng nhìn, một đôi luôn, một đôi luôn. Đấy, giá hai chiếc này giá là 32 triệu 500 một chiếc nhá. Đấy, hai chiếc này 32 triệu một chiếc. Bao nào lấy một đôi, lấy một đôi nhá, lì xì muốn qua 1 triệu. Nếu lấy một đôi, lì xì muốn qua 1 triệu. Đấy, một đôi luôn. Đấy, đầu đắt 2021, cục lóng to lắm, cân bằng chân em. Đấy, quay quay cục lóng như đập hộp luôn, chất nghiến bản, đắt 2021, không còn bản nào cao cấp hơn nữa đâu. Đấy, bao nhiêu phút rồi? Con này con số mấy nhỉ? Bit. Con số 10 và con số 11 nhá. Con số 11, 11 nhá. Hai con Mitsu nhá. Bởi vì trong cái thời lượng quay video này thì không phải là cái láo em lúc nào nó cũng loát được hết chức năng đâu. Thì em cứ quay qua má bác nào kết con nào mà vừa chân tiền, đúng cái máy nhà mình đang cần thì cứ gọi lại cho em. Đấy, tiếp bọn em nữa là em IX28F, đắt 2017, cũng full chức năng auto lia dọn dàn. Đấy, giá thì bình dân thôi. Đây em cái máy thì gần như mới luôn, full hết các tính năng luôn. Đấy, hút rác đầy đủ hết. Đấy, có bù ẩm, có bù ẩm nhá, không khô da nhá. Đấy, đắt 2017, đắt 2017 giá là 11 năm nhá, 11 năm nhá. Đấy, toàn bộ là đều có mã thôi thôi hết nhá. Tí nữa nên đến hàng hàng đấu thì em bỏ các bác luôn. Đây, 11 năm nhá. AG22M đắt 2023. Đắt 2023. Đắt 2023. Con này là 9 triệu nhá. 9 triệu nhá. Đắt 2023. Rồi.
Còn tiếp một em nữa, em Mitsu. Ui ui, con Mitsu này thì nó là đẳng cấp rồi. Con này đẹp lắm các bác ạ. Con này là XD4022F. Đấy, 4022F. Đấy, đắt 2021. Bản này nó sản xuất từ 2021 đến 2022. Đấy, con này của em 2021, nhưng có thể là 2022. Đấy, vì nó số cuối vẫn là số 2 mà. Con này nếu như mà gặp mấy bác Hà Nội đấy, là cái đóng thành đầu 56 bán nó được giá. Đấy, vì con này nó giống cái đầu 56, là các bác đóng thành đầu 56, các bác bán nó được giá. Đấy, nhà em không bao giờ thế, mình mua thế nào mình bán thế, miễn là tâm mình sạch. Đấy, mình không sợ khách bao giờ người ta cũng đến với mình cả. Đấy, đầu 40. Con này thì vụt cho phòng tầm 20 mét vuông trở xuống thì chấm mét của tình luôn. Hai na đảo, cam quét auto lia dọn dàn diệt khuẩn. À, có cân bằng độ ẩm, con này có chỉnh độ ẩm nhá, Mitsu là có chỉnh độ ẩm nhá. Con này thì giá êm, quá êm luôn. Con này thì giá 20 triệu. Đấy. Giá có 20 triệu độ đắt 2021. À 2020, à 2021, quên. Đắt 2021. Giá có 20 triệu thôi. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này nhá. 0975360433 dưới là 0377996066 thì cả hai số này em đều dùng Zalo nhá. Đấy. Tiếp em nữa. Em phu đầy V này thì nó chỉ có chạy lạnh 2 chiều thôi. Đấy, nhưng mà để mà nói mà các bác nào mà lắp ở phòng kiếm tiền là gì? Là lắp ở quán net này, lắp ở quán cà phê này, lắp ở phòng khách mà không cần yêu cầu chức năng gì. Đấy, và lắp ở nhà bếp này, nhà bếp là hay nhất này. Giá rẻ. Đầu 71 luôn. Máy 28.000 luôn, hàng đấu nhá. Bắt đầu đến hàng đấu nhá. Hàng đấu thì nó sẽ không có mã số thuế đâu. Quay. Nó không có mã số thuế đâu. Thì hàng này nó sẽ rẻ được hơn hàng cửa tiệm này. Bởi vì gọi là hàng trốn thuế đấy. Thì nó sẽ rẻ được hơn cái hàng có thuế này. Rẻ được hơn 1 triệu, một con máy có con thì VIP một rẻ 2-3 triệu chuyện bình thường. Đấy. Nhưng hàng đấu thì nó sẽ trắng đẹp, nó cũng không khác gì hàng cửa tiệm đâu, nó chỉ khác là nó trốn thuế thôi. Đấy. Con này em bán cho các bác giá có 15.500.000. 15.500.000 thì các bác bỏ ra mua cho được cái máy inverter chạy lạnh 2 triệu ở Việt Nam. Nếu mà 15.500.000 sẵn điện 200 rồi thì mua làm sao được nữa. Đấy. Nó quá rẻ luôn. Đấy, tất cả những cái đầu 40 trở lên này là đều là điện 200 hết nhá. Đấy, không phải dùng qua đổi nguồn nữa. Đấy. Con này giá 11.500.000 nhá, con phu. 15. À giá 15 triệu à? Giá 15.500.000. Đấy. Vẫn bảo hành 1 năm, bao test bao chạy cho các bác 3 tháng nối 1 đổi 1, bảo hành 1 năm, giá 15.500.000. Quá rẻ luôn, đời 2017. Đấy. Lắp mùi ăn cơm cho nó mát. Đấy, mà lắp ở các quán kinh doanh còn rẻ hơn các bác ra ngoài quán. Các bác mua cái máy tàu inverter mà chạy lạnh 2 chiều máy tàu nhưng mà có máy tàu thì không công nghệ inverter nhỉ. Máy ba la mà công nghệ inverter mà máy 28.000 này chắc giá nó phải tầm 30 ăn lên. Tầm 30 ăn lên mới mua được. Đấy. 15.500.000. Đấy, tiếp tục. Một em nữa là em Mitsubishi. À, đời cao, lên form mặt Mika này. Đấy. Đấy, con này mà mới Hà Nội là bác đóng tem thành đời 2023 luôn đi này. Đấy, những con form đời cao này. Đấy. Con này có mã là M3619E7 đắt 2019. E7 là con này dàn mạ chrome này, dàn mạ chrome xanh này. Đấy. Đấy, con này thì vụt cho vòng tầm 20 mét vuông trở xuống. Đấy. 20 mét vuông trở xuống. Đấy, phun công nghệ auto lia dọn dàn khử khuẩn kháng khuẩn quá trình độ ẩm nhá. Đấy, tất cần đặt khiển zin đồ đặc zin đi theo máy. Đấy, con này em đang gửi tới bác giá là 17 triệu. Đấy, 17 triệu nhá. Đấy, bác nào lấy thì alo em. Đấy, tất cả hàng em bao ship toàn quốc nhá, đấy các bác yên tâm nhá. Đấy, các bác nào lấy thì alo em theo cái video này. Em xin phép được kết thúc cái video này để em quay thêm cái video nữa. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số này nhá. Em chào các bác nhá.